Ngày 30 tháng 10, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh ông LDK, 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là người khuyết tật, bị cướp giật 200 tờ vé số. Qua xác minh, sự việc ông K bị cướp giật vé số xảy ra ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vào tối 28 tháng 10. Khi đó, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo xe công nghệ, chạy lại gần ông K rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, ông K khóc và ra hiệu cho mọi người biết là mình bị cướp giật mất 200 tờ vé số. Vì biết ông K bị kẻ gian cướp giật vé số nên người dân góp tiền cho ông. Trong đó có người đã ghi một tấm bảng để ông K nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. Công an huyện Bình Chánh cho biết ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh nhà dân để truy xét làm rõ vụ việc.